trong một ngày thì anh nhuộm tóc vàng. Tức là trước đấy anh cũng đã nhuộm nhuộm rồi, nhưng về sau anh càng nhuộm đậm hơn, tức là cứ càng tẩy tóc con càng yêu. Là tóc đen con không thích. Ủa, anh đang đứng trước nhà anh ý, thì nhà anh ý bán trang sức đá quý. Thế con đi qua bảo ôi nhà anh đây à? Thế con chồng con bảo là ừ nhà anh đây. Thế là tự nhiên con lại thấy yêu thêm một tí nữa. À, lúc mà mua vé chồng con lại rút ra một tập tiền, rất là nhiều tiền. Còn càng yêu con thêm lại, nữa. Con lại yêu thêm một tí nữa. Và Quốc Thuận, xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Kính thưa quý vị, đây là chương trình Vợ Chồng Son phiên bản Love, hạnh phúc là lựa chọn. Và trước khi chương trình bắt đầu cũng như chúng ta sẽ gặp gỡ các cặp vợ chồng, thì Quốc Thuận xin cảm ơn thương hiệu đồng hành cùng với chương trình, đó chính là Love, với thông điệp hạnh phúc là lựa chọn. Chọn Love, chọn yêu thương, chọn hạnh. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Xinh quá, hai vợ chồng đẹp đôi quá. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Xin chào cô Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận. Em là Ngô Chí Hạnh, em sinh năm 87 và nghề nghiệp của em hiện tại là em đang kinh doanh về trang sức. Hỏi là quê con ở đâu? Quê con ở Yên Bái á. Yên Bái chứ phải Bắc Ninh một cách. Nhận dòng họ rồi. Vừa họ Ngô mà vừa ở Bắc Ninh nữa. Không, không phải Đồng Hương luôn. Yên Bái. Rồi bây giờ mời vợ của Sĩ Hạnh nào. Dạ con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Con tên là Nghiêm Vân Nhi, sinh năm 1989 ạ. Và hiện tại con là founder của một hãng mỹ phẩm. Dạ. Vậy hả? Dạ. Vậy thì bây giờ quay ngược thời gian lại cho chú hỏi là cái cơ duyên nào mà hai đứa biết nhau? Bọn con có cái ngày hôm nay thì là con là người đầu tiên chấm. Khi đó thì con nhớ là vẫn còn hồi là con đang học đại học thì cũng hôm đó gặp một cái người bạn trong lớp thì bảo là ôi em xem em có bạn nào xinh không giới thiệu cho anh cái. Thế là hồi đấy là bạn con mới dùng cái blog 360 và ở đây anh xem là thế mà con mới chọn trong cái fan list, lướt qua thì đúng cái của vợ con thì con dừng lại bảo em này có người yêu chưa? Chưa anh ơi. Thế là bảo triển cái nụ cười ở trên cái ảnh của vợ con. Nhưng mà thực ra hồi đấy là mình có nhìn hình nhưng chưa được nghe tiếng, nhưng sau này biết quen nhau rồi thì mới thấy vợ con cười không dễ thương lắm, hơi ồn. Cái lần đầu tiên gặp cô ấy ở ngoài đời thì thấy cổ như thế nào? Buổi đầu tiên gặp thì vẫn nhớ là có mặc một cái áo sơ mi màu xanh nõn chuối. Mà hồi đấy mùa hè vợ con cũng không được trắng lắm, còn mặc thêm một cái quần ngố cũng màu trắng. Thì con rất là ấn tượng với những cái sự tương phản như là cái áo xanh rồi da hơi năm năm quần xanh da hơi năm năm quần phối đồ nó rất là hỗn hợp, vợ nó rất là tố cáo nhau ấy. Mà con vẫn ok, vẫn quyết định. Thế còn Nhi thì sao? Lần đầu tiên thì trước khi mà con gặp chồng con ấy thì bạn của chồng con, tức là chị chơi với con, có nhắn tin là em ơi có một anh này hỏi thăm em. Thế con có nói là có ok không, tại vì nếu không ok mà gặp thì mất thời gian. Thì chị cũng bảo là anh này ok lắm. Thế đến lúc mà bọn con gặp thì là hôm đấy bọn con đi xem phim. Bọn con bắt đầu gặp nhau thì chồng con không nói một câu nào cả, cũng không có một cái ấn tượng gì, nói chung là rất là nhạt nhẽo. Thế là về con mới nói với cả chị con là chị ơi chắc không hợp rồi, ít nói quá, chỉ là giả vờ thôi, sau này là nói tranh hết cả phần của con luôn. Và sau đó rất nhiều lần anh có nhắn tin, con thì con cũng trả lời đấy, có nhiều lần rủ đi chơi rồi nhưng không hiểu tại sao lúc đấy chưa có duyên lắm với nhau, không có một chút rung động nữa. Một thời gian sau thương một người này quá là kiểu cũng thấy là hơi vô duyên, rủ đi chơi cũng không đi, rủ đi ăn uống thì nói là bận nọ bận kia, nhưng mà anh rất là kiên trì. Con nhớ là một ngày, ngày hôm đấy là một tuần vừa rồi là cũng giãn mình ra rồi, không quan tâm mình, không nói chuyện với mình, thì thiếu. Con lại bảo với bạn con là thôi hôm nay đổi không uống chai chanh nhà thờ nữa mà uống chai chanh ở Đào Di Từ, là cái nơi mà anh này anh hay đi với bạn bè, cũng có đi tập thể với con mấy lần rồi. Tự nhiên hôm đấy con lại ra đấy con ngồi thì y như rằng là anh này anh đang đèo một người bạn con gái. Mà là còn nhuộm tóc đôi với nhau hay sao nhớ, người để nhuộm tóc đôi con nhớ, kiểu như là ông trời sắp đặt, như kiểu linh tính của mình rất là nhạy luôn ấy ạ. Thế là anh đi đến anh nhìn thấy con, anh mới hỏi con là ơ em đi đâu đấy? Xong con chỉ trả lời là em ngồi hàng trà chanh mà anh lại hỏi em đi đâu à, chị hỏi thôi. Anh lại vào anh ngồi bạn anh, xong rồi tối về anh nhắn lại em à em có điều gì muốn hỏi anh không? Thế con bảo là không. Đến lúc đấy chồng con mới bắt đầu giải thích ừ bạn thân của anh. Nhưng mà hóa ra là lúc cưa con chán quá,
đang tính là quay xe. Bây giờ tới đây thì hỏi Xuyên Hạnh nè, có thật sự là con quá chán nản với cái việc gọi là con cưa cô gái này mà cổ vẫn thờ ơ, vâng, cổ quay xe con cũng hơi chán rồi. Vô tình gặp cổ thì con phải đả cái nư chứ. Đúng không? Nhưng mà cũng phải cảm ơn cái trường hợp ngày hôm đấy và cảm ơn người bạn thân đấy, về sau bọn con cũng vẫn chơi chung với hội bạn của anh Hạnh. Ừ. Con rất hiếu thắng. Nhưng mà không được rồi. Quả này là không ổn, đang cưa mình mà lại dám như thế. Con cay quá. Con tính kế là thôi bây giờ con cứ làm nào để cho quay lại với con á, quay lại tập trung vào con á, xong lúc đó con đá cho. Con định như thế. Con cũng bảo với cả chồng con lúc đấy là thôi bây giờ nếu mà anh có cái suy nghĩ là anh cảm thấy chán nản vì anh cưa em thì em cũng xin lỗi, tuy nhiên là mình nên gặp nhau một buổi để mình nói rõ các vấn đề với nhau, tại vì em cũng có, thực ra con bịa ra là em cũng có nỗi khổ nọ, nỗi khổ kia, chẳng có nỗi khổ nào. Xong con cũng hẹn gặp, xong con gọi hết đồ ăn ra, con ăn uống đề huề. Chồng con rất là sốt ruột rồi, con rất là muốn hỏi xem là câu chuyện nó như thế nào. Tuy nhiên là con không nói, con cứ ngồi ăn xong con nhìn chằm chằm vào mắt chồng con. Ừ. Chồng con sợ, mắt kiểu lúng túng luôn ý. Rón rén. Con không nói nhiều, lúc đấy chỉ chia sẻ mọi thứ thôi. Hỏi thêm về là thích nhau lâu chưa, rồi thế nào thế kia đấy. Thế đến lúc mà chồng con chốt với con rằng là em cho anh xin một tuần, rồi anh đưa em câu trả lời, đang cưa mình lại kêu cho anh một tuần. Thế là con bảo vâng ok. Thế con lúc đầu con cũng giả vờ ok. Thế đến lúc mà đi trên đường đi xe về, trước khi về nhà thì con ôm một cái Hà Thính. Về cứ bây giờ cứ nhắc đi nhắc lại là vợ anh cưa anh nọ kia, vợ anh ôm anh trước nọ kia. Thế là đúng là con ôm trước. Con ôm, thế xong con chỉ xuống xe, con nói là thôi bây giờ em nghĩ là anh không phải là cho em một tuần hay gì đâu. Về anh yêu bạn thân anh đi. Tại vì thế nọ thế kia nên con nói thế xong con về con tắt máy luôn. Sợ quá, ngay ngày hôm sau phải gọi điện bằng được, tìm con bằng được. Thế rồi anh có câu trả lời luôn rồi. Đấy, tức là cái thật ra là rất là cảm ơn cái thời tình huống đấy. Ở đêm đó là con suy nghĩ gì anh? Con chỉ nhớ là con cảm thấy là mình lựa chọn đây là đúng cảm xúc của mình. Bọn con lúc đấy bọn con quyết định yêu nhau. Nhưng mà lúc đấy thật sự trong lòng là yêu vì hiếu thắng. Đột nhiên một ngày thì anh nhuộm tóc vàng. Tức là trước đấy anh cũng đã nhuộm rồi. Nhưng vì sao anh càng nhuộm đậm hơn, tức là cứ càng tẩy tóc con càng yêu. Tóc đen con không thích. Ôi, con, tại sao tóc thế hả? Trông kiểu ăn chơi một tí. Kiểu hồi đấy là đang ra từ kiểu trông lành lành. Tự nhiên thì trông ăn chơi một tí đã yêu hơn một tí rồi. Có một hôm đang đi trên đường, chồng con đèo con ngang qua phố, thì tự nhiên chồng con lại hất hàm bảo kia, kia bố anh kìa. Thì con mình quay ra con bảo nhìn bố anh, thì bố anh đang đứng trước nhà anh ý. Nhà anh ý bán trang sức đá quý. Thì con đi qua bảo ôi nhà anh đây à. Thế con chồng con bảo là nhà anh đây. Thế là tự nhiên con lại thấy yêu thêm một tí nữa. Là do đi ngang cái nhà. Phong thủy. Sau hôm đấy lại đi xem phim tiếp. Lúc mà mua vé, chồng con lại rút ra một tập tiền, rất là nhiều tiền. Con càng yêu thêm nữa. Con lại yêu thêm một tí nữa. Tình cờ sau đấy con mới phát hiện ra là hôm đấy chồng con trúng số. Chúng yêu mạnh cũng vậy. Trúng số mấy chục vậy. Có một cái thời điểm nào đó là cổ là càng yêu con thêm một chút. Vậy thì tình cảm của con đối với cô ấy như thế nào? Chắc là số con may mắn nha, được luôn là có những cái cơ hội tự để làm cho vợ con rất là tình cờ và tự nhiên lại là yêu con hơn. Đây là mình lựa chọn nên mình phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Rồi bây giờ coi như cưới nhà được bao lâu rồi? Con vừa cưới, vừa mới kỷ niệm 7 năm ngày cưới. Wow, mấy bé rồi? Lâu rồi mà. Hai bé ạ, con bé 5 tuổi và bé 6 tuổi ạ. Yêu lấy nhau là 7 năm. Ôi nhiều chuyện sóng gió các thứ lắm ấy. Đâu chuyện gì vui vui kể coi. Thì khi mà bọn con bắt đầu yêu nhau và bắt đầu bọn con cảm thấy là yêu thật sự rồi. Chồng con chính là nguồn động lực lớn nhất để con làm mũi, vì chồng con lúc nào bảo con là em hồi mới yêu đi ăn mà đang ăn hai người ngồi đối diện nhau cứ bảo con là em sao trông mũi em như con ếch đậu trên mặt thế. Không, không phải là ếch đậu trên lá sen. Rất là chê. Nên là sau này khi mà con cưới chồng xong con quyết định sang Hàn Quốc con thẩm mỹ. Wow. Con không muốn cho vợ con làm thẩm mỹ mà vợ con thì lại rất thích làm thẩm mỹ. Có được cái mũi thôi mà làm đến 4-5 lần rồi. Và lần cuối cùng vẫn chưa ưng, suốt ngày buồn rầu vì cái mũi, rồi muốn xin làm thêm một lần cuối nữa. Nói đi nói lại lúc đầu con không thích đâu, vì làm nhiều quá rồi, làm cái mãi xong thì thôi được rồi, cho đồng ý cho làm lần nữa, lần nào lần cuối thì làm cho nó ra, làm đi sang Hàn Quốc làm.
bảo ok, anh sẽ đi đồng hành cùng với em. Đi Hàn Quốc thì ở ngoài Hà Nội là bay tối, bay cả đêm thì cũng mệt mỏi. Vợ vừa vào trong bệnh viện, em thấy anh bay cũng mệt rồi mà vào đây nghe toàn tư vấn thẩm mỹ, chắc anh ngồi ngoài anh nghỉ ngơi cho khỏe. Con lại mừng quá, con bảo đúng là ủng hộ làm mũi một cái là con người thay đổi hẳn. Con ngồi ngoài con nghỉ ngơi, con đi vào trong hơi lâu một lúc, xong lâu đi ra. Con ok, đi ra thì thấy đi đóng viện phí rồi làm hết các thủ tục. Sáng sau con cũng đưa vợ con ra viện, 9 giờ sáng. Con là bàn giao vợ con cho cái ekip đấy, đội. Thế con cũng có kinh nghiệm về làm mũi của vợ con lắm rồi, làm lâu thì cũng chỉ khoảng 1-2 tiếng thôi. Chờ 10 giờ sáng, 3 giờ chiều vẫn chưa thấy gọi điện gì cả. 4 giờ vẫn chưa thấy, con gọi cho bên kia thì gọi nhiều quá người ta không nghe máy, người ta bảo là chị vẫn đang ổn anh ạ. Thì con bảo là thế bây giờ anh được vào thì không thấy nói đáp ứng xong rồi sao gọi, không thấy nghe máy nữa. Con bảo thôi chết rồi, hay có biến gì. Ngày xưa xem cái vụ nó hơi sốc bảo thôi chết rồi. Chờ mệt lắm rồi, vừa mỏi vừa mệt vừa lo lắng. Thì kết cục là khoảng 9 rưỡi tối. Ui giời. Thì bên bệnh viện gọi cho con bảo là xong rồi anh vào thăm vợ nhá, nhận vợ. Và ôi giời sao 9 rưỡi này. Cái phòng đấy là cái phòng như kiểu chuyên mổ ấy luôn. Chỉ có ai được phép đi vào đâu mà cửa kiếc sắt xiếc to trông như ngân hàng ấy. Gặp ai thấy giống nhau. Chưa thấy vợ đâu. Vén mấy cái phòng vào đi ra thì tôi bảo y tá bảo là vợ đây, đi vào nhận vợ thì không nhận ra vợ luôn. Còn có đúng hai con mắt. Còn lại thì băng bó kín mặt luôn. Là làm vợ anh đây thật á. Thế bảo vợ anh thế rồi. Ôi hóa ra vợ con là trong khi con ở ngoài nghỉ ngơi tư vấn ngày hôm trước thống nhất đi làm mũi, nhưng mà vợ con lại đăng ký làm thêm mắt với lại cái mặt nữa, hết mặt, làm hết mặt xây lại luôn bổ mí rồi. Đúng nghĩa là cái mắt anh chú hiểu rồi, đập đi xây lại, đập đi xây lại và sốc vào được. Ui rồi, lúc đấy nhìn cái mặt sợ lắm, lúc đó là như kiểu là sát nhập Ai Cập ấy, mua băng bó kín như này thì con hoảng quá rồi. Vừa bực vừa tức mà vừa lo về dìu luôn người yếu lắm chú ạ, vì mổ từ sáng rồi. Xong vừa ra khỏi cửa phòng thì thấy mấy bên cạnh cũng thế, cũng mỗi một bà phụ nữ ở bên đấy cứ đi là lờ đờ này. Cảm giác mình đang rơi vào một cái thế giới nhân bản hay sao ấy. Đó có suy nghĩ có khi nhầm vợ luôn không? có nhận diện. Thì lúc ấy còn phân vân mà ly dị luôn không? Bỏ về. Nhớ đến một cái bài hát của anh Ưng Hoàng Phúc chạy qua đầu con là đàn ông hết tình còn nghĩa. Thôi, như tình hết lần này còn bao lần này tấm chăm sóc. Sáng đi mua cháo nấu rồi nhìn cái khuôn mặt đấy cứ muốn cháo cho vợ con rồi nhỏ mắt nhỏ mũi vệ sinh xong rồi nào lại đưa ra viện rồi lại để tái khám. Thì con còn nhớ có một buổi chiều con đang ngồi dưới vừa sau khi xong ca chăm sóc cho vợ rồi ở dưới nghỉ ngơi một chút, rét mưa nó hơi bắn vào mặt, đúng cái cảnh là cô đơn. Thì tự nhiên lại thấy một đoàn chị em của vợ con đến thăm. Hồi đó con chưa thân với mọi chị em mọi người lại làm chị con em từ Việt Nam quá không đâu mình đi cùng đấy, vô tình đã làm nói người là lừa dối mình rồi, bây giờ lại còn hóa ra là chắc là bàn bạc với đội chị em ở đây coi trong đầu luôn. Đây là quân địch đến không làm chuyện lạnh lùng mặt quay đi vợ em ở trên, mọi người đi lên đấy ở dưới tiếp. Một ức lắm chú ạ, lúc ấy là thực sự cuối cùng trải qua cái cảm giác là chăm sóc xong và đưa về Việt Nam là mãi sau mới lại là hết buồn. Hôm đấy con có hỏi thăm rồi, con bảo là anh ơi nếu em làm mắt lên thì có xinh không, thì chồng con không trả lời. Thế con tự quyết thôi, không trả lời tưởng là anh đồng ý. Khi mà bắt đầu về thì chồng con bắt đầu không, tức là gần như là xong trách nhiệm chăm sóc và nói một tràng nói rất là kinh, bỏ nhau vì vợ đi phẫu thuật thì chẳng tòa nào giải quyết cho anh cả. Mất khoảng một tuần thì con bảo ok, hứa từ nay không bao giờ động gì vào mặt nữa. Đến một tháng sau con cũng lại có lịch đi Hàn Quốc, con có lịch tái khám và cái mặt con tiêm ý là con đã đóng một cái gói đấy là phải được tiêm hai lần, tốn mất mấy chục triệu ấy. Thì tiếc thì lúc đấy con cũng lắn đo lắm, con bảo bây giờ mà làm nữa thì về thế nào cũng cãi nhau chửi nhau. Thế là con sang con lại tiêm thêm một lần nữa. Đến lúc là về lần hai con đã giấu, con đã lấy, tức là bình thường con để tóc như này, xong hôm đấy con sợ quá con tự lấy mái con cắt để thành máy che hết mặt rồi, về là ông vẫn phát hiện ra. Người đàn ông về gia đình ra đi đón vợ yêu thương ra từ xa thấy trông giống vợ mình, nhưng một cái bộ mặt nhưng lại không giống vợ mình các bạn ạ. Cái trông cũng rất là khác bởi vì nó vẫn bị cứng, nó chưa được tự nhiên. Tao bảo thôi chết rồi, lại làm gì rồi, lại cãi nhau lanh tanh bạch đến 4-5 giờ sáng, đơn ly hôn đặt đầu. Nhưng mà con công tâm mà nói đi,
mặt vợ con bây giờ với cái lúc trước khi sửa, cái nào đẹp? Con vợ con bây giờ thì đẹp kiểu hiện đại, ngày xưa là đẹp kiểu cổ điển. Khả năng là cái số sinh ra là phải làm thẩm mỹ rồi. Thôi bây giờ mong muốn cô ấy thay đổi điều gì? Thực ra thì cái con mong muốn ấy, thì trong thời gian qua vợ con đã tự thay đổi khá là nhiều rồi. Có một cái công nghiệp việc mới thì tự bản thân vợ con đã thay đổi rất nhiều, những cái gì kiểu nóng tính hay là cái sự chín chắn hơn. Rồi bây giờ tới con đó Nhi. Xưa không hiểu tại sao mà cứ nhìn thấy cái mặt là chỉ muốn cho gọi là đòn. Thì con cũng đã từng, bọn con còn đánh nhau mà chạy mất cả dép, đứt cả dép. Chồng con chạy đứt cả dép. Rất là nhiều câu chuyện rất là hài hước. Và con thấy là chồng con có một cái tính xấu là vẫn vô tâm. Đàn ông mà vô tâm như kiểu con không biết là mọi người như nào, nhưng con thấy là như bệnh chung hay sao. Như thế nào là vô tâm? Thì quên ngày quên giờ. Tức là những cái ngày đó nãy tự thú. Con đó. Thì con là người rất thích yêu kiểu nói hơi quá thì như phim thì không tất nhiên là không được như phim, nhưng con cũng muốn là thể hiện tình yêu một tí. Nhưng chồng con lại là người thật quá, nên là thật quá đôi khi hơi vô tâm. Và cái sự vô tâm của chồng con thì nó lại không hợp gu với con, nên là đã từng có lúc con đòi ly dị chỉ vì là con thấy chồng con yêu không yêu con lắm. Nhưng chồng con lại nói là thật ra mỗi người có cách yêu. Cách yêu của anh thì là lo lắng và chăm sóc cho em. Anh không biết thể hiện thôi, nhưng mà thế này thế kia. Nhưng mà lúc đấy thì con không tin. Nhưng sau này con nhận ra rằng là đúng là như thế. Tức là tất cả mọi điều chồng con làm đằng sau con không kể cho con luôn. Là con rất cảm động vì là hóa ra là anh ấy còn làm những cái việc mà mình không biết. Anh ấy làm to lớn. To lớn. Thì lúc tức là đời... người yêu nhưng mà âm thầm hành động. Vâng, đúng không? Không thể hiện. Không thể hiện ạ. Con đúng là con cũng là người bị kiểu không thể hiện tình cảm giỏi, không biết thể hiện tình cảm và cũng hơi kiểu lý trí. Nhưng mà thực sự là như con cũng chia sẻ, như ví dụ như ngày xưa bọn chồng con có thể là có những cái giai đoạn mà đánh nhau hay là thủy tác động vật lý đấy, nhưng mà thực sự là cuộc tư duy con thay đổi từ khi mà con có hai bé gái. Đúng rồi. Thì con cảm thấy là thực sự đấy là con thay đổi rất nhiều từ khi mà con có hai bé gái, là bởi vì con muốn là ok sau này mình cũng muốn con gái của mình cũng được chồng quan tâm chăm sóc hơn rồi. Thì con cũng là đấy, con quá. Cũng là luôn là cố gắng, nhưng mặc dù là mình vẫn không thể nào cái người không tình cảm không có vô tâm thì cố gắng thì cũng chỉ được khoảng 7 điểm thôi, chứ không phải là dụ người chuyên giỏi tình cảm năng khiếu thứ rồi người ta có thể 9-10 điểm thì mình sẽ chỉ đạt đến bây giờ con là 7 điểm rồi đúng không? Dạ, con 7 điểm trên 10 thì cô thấy cũng ok rồi. Vâng, bây giờ vợ chồng con là khá là dung hòa. Dạ. Tức là những cái gì con thay đổi và chồng con cũng thay đổi. Còn đôi khi vẫn bị hơi để ý về vấn đề là ví dụ như là hai vợ chồng đi với nhau thì chồng con lúc nào đi đằng trước, chồng con bỏ quên con đằng sau luôn, quên nắm tay luôn, cô không nắm tay luôn đó, thì con bảo vô tâm đấy, bây giờ cũng vậy luôn. Vâng, rồi còn gì nữa? Thỉnh thoảng vẫn quên như thế. Thật ra nó không phải vô tâm mà là hời hợt đấy. Nhưng mà ngược lại lại có những cái lại quan tâm lại kiểu khác, ví dụ như là không bao giờ để con phải chuẩn bị đồ ăn, tức là trừ khi là con thích vào bếp con nấu. Còn nếu mà buổi tối mà đói thì chồng con luôn là người nấu mì, chồng con luôn là người gọt hoa quả, và chồng con luôn là người làm tất cả mọi việc trong nhà. Ôi, thì tuyệt vời rồi. Trừ hao đi thì nên là bây giờ con cũng chấp nhận về điều đấy. Đã thỉnh thoảng con cáu lên và bảo anh không nhớ là em đi đằng sau à? Dắt em đi các thứ chứ. À đấy, tức là có những cái nhỏ như thế, nhưng mà đằng sau ở nhà lúc nào cũng chăm sóc vợ, tức là không bao giờ để vợ do con ở nhà thì trộm vía con không phải làm gì. Và chăm sóc con cái thì cũng có hỗ trợ của gia đình, tuy nhiên là anh là người trực tiếp dạy dỗ con cái. Thế cái con mong muốn chồng thay đổi điều gì? Thì con mỗi cái tật xấu ấy thôi à? Đừng vô tâm. Em làm sao? Bớt hời hợt. Tất từ từ vô tâm hời hợt giống nhau. Còn cái gì nữa kể nốt. Chồng con mà thấy con hiền hơn một tí, tức là nếu mà trong cùng một câu chuyện nha, nếu như mà chồng con nói một câu mà con em biết rồi, hay là con nhẹ nhàng thì chồng con sẽ lại nói tiếp. Nhưng nếu mà chồng con một câu chuyện mà con nói em biết rồi, xong chồng con nói tiếp, con phản ứng luôn, con bảo tức là con cáu lên thì con căng lên thôi, con căng lên. Thế tức là chồng con là mong mệnh là nếu là thấy con trùng thì chồng con lại nói nhiều. Thế con chỉ mong là thấy em biết rồi, cái là phải hiểu là biết rồi, tại vì tính con là cũng hơi ngang hơi bướng, nên là khi mà con đã gần như là con thay đổi như vậy thì con muốn chồng con ghi nhận luôn để đỡ phải mất công nói con nói lại nữa. Còn gì nữa không? Hay là chỉ có bấy nhiêu thôi? Thật sự trong lòng con thì
đối với con thì chồng con là một người khá là chuẩn chỉ. Hoàn hảo thì chắc chắn là không ai hoàn hảo, nhưng mà để mà với gia đình thì rất là yêu bố mẹ, yêu thương bố mẹ, yêu thương vợ, yêu thương con. Bây giờ theo con thì chồng con cần cái gì nữa thì sẽ thành hoàn hảo? Cần điều gì nữa? Trước đây thì có một lần vợ chồng con cũng suýt ly hôn, chỉ vì là chồng con không, gần như là không đứng ở vị trí của vợ và cả để hiểu cái sự yêu thích của vợ. Tức là con là một người rất thích, nói thật là từ bé con thích làm diễn viên, ca sĩ. Con có một cái sự yêu nghệ thuật, nên là khi mà TikTok ra đời ấy, là con rất chăm quay TikTok. Nhưng con rủ chồng con không quay, chồng con nhất định không quay. Và chồng con cãi nhau với con, cãi nhau rồi hai vợ chồng cãi nhau, có những lúc cũng chuẩn bị bỏ nhau chỉ vì TikTok. Mà nếu mà hai lần bỏ nhau mà một lần vì thẩm mỹ, một lần vì TikTok thì quá buồn cười. Thế nên con bảo không, không, không có ai bỏ nhau được như vậy cả. Nên là cố gắng, không thể bỏ nhau được thì cố gắng quay TikTok đi. Vì đằng nào cũng không bỏ được nhau rồi thì cố gắng mà quay. Thì hồi đầu tàu chồng con không quay đâu. Dạ, quay chồng không? Con rất khó chịu. Tức là hồi đó chồng con rất khó chịu được con quay TikTok dù không quay. Và chồng con cứ làm việc thì con lại bê đèn, bê máy. Không, con biểu diễn đằng sau lưng chồng con thì chồng con hỏi là em làm cái gì đấy. Thế mà là em quay TikTok, mà chứ anh đã bảo anh không quay rồi em cứ quay. Mà chứ em có quay anh đâu. Em quay em mà, em đứng đây em quay mà, còn anh ngồi đây là việc của anh. Tức là hiện tại là kênh TikTok của bọn con là cứ là chồng con ngồi làm việc, còn con đằng sau con nhảy nhoi nhoi. Nhoi nhoi. Tức là không ai liên quan đến ai cả. Thế xong rồi về sau chồng con đang từ khó chịu, không thể nào mà chấp nhận được và không quen, thì sau đấy anh ấy cũng đã thay đổi. Và anh hiểu, anh ấy thương vợ hơn, thấy vợ khổ quá. Thấy vợ cứ kiểu cứ kiên trì quá, tức là chồng con không quay, đấy là việc của chồng con. Còn con vẫn cứ con cứ quay thôi. Con là rất là nhây và kiểu là làm là phải làm cho bằng được. Cái kiểu ví dụ như con bảo là con không thích quay TikTok vì con không biết diễn cái gì cả, thì vợ con cho con ngồi yên đấy luôn, không cần phải diễn gì cả. Đúng ngày xưa hồi mới cưới anh thấy bảo anh sợ chụp ảnh lắm, anh không biết chụp ảnh, anh không biết diễn cái mặt gì cả, là thiết kế cho con nguyên một bộ ảnh chỉ có quay lưng con, còn lại là chụp mặt vợ con. Không cần mặt của con luôn. Lên TikTok là thật ra bọn con không hot đến mức mà là TikToker đâu. Bọn con không nhận mình là TikToker. Vì bọn con làm TikTok là để cho happy thôi. Cho cảm thấy cái cuộc sống nó vui vẻ. Đúng rồi. Văn nghệ một chút thôi, chứ con không quy đổi hay là không cái đấy làm cái đấy để làm kinh tế. Và con cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà mỗi lần hai vợ chồng quay xong rồi quay nhiều view, con tức là tỷ lệ con cảm thấy cái niềm vui mình giống như con yêu chồng con chỉ vì là đi qua nhà chồng con chẳng hạn. Thì đây ví dụ con yêu chồng con hơn cũng chỉ vì là nhiều team TikTok thì con yêu chồng con nhiều hơn đó. Bạn bè con vẫn bảo là mày tên là Hạnh, mày tức là hạnh phúc mà sao anh xem TikTok của mày cho trông mày bất hạnh quá. Trông mắt kiểu đang phải cam chịu rồi. Trên đấy mọi người gọi con là 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều. Mọi người đang phải đặt cho con chính mấy cái nét đó là khán giả là thích lắm. Mọi người lại thích cái nét đấy của con. Nếu mà con mà có thể vui vẻ là mọi người lại không quen thì sao? Mà chồng con từ lúc cảm nhận được cái sự ảnh hưởng của mình mang đến niềm vui cho người khác, ta lúc đầu là không hiểu đâu, lúc đầu nghĩ là xàm xí. Thế nhưng mà càng về sau càng thấy nhiều người là ôi nhìn xem clip của anh chị cảm thấy có niềm tin hơn trong hôn nhân, có động lực thế nọ đấy kia. Với cả thật sự là khi bọn con vào Sài Gòn, bọn con gặp được rất nhiều người nhận ra bọn con, chủ động ra. Thật sự là ở trong Sài Gòn mọi người rất dễ thương, ngoài ra mọi người nhận ra, mọi người nói ôi em hay xem anh chị lắm. Thì cái điều đó thì bây giờ thì chồng con chắc là cảm nhận rõ rệt nhất. Và chồng con cảm thấy là hóa ra mình cũng mang được niềm vui cho người khác. Thì khi đó chồng con mới nhận ra rằng là mình có giá trị. Một đối với giá trị cộng đồng. Đối với cộng đồng nên chồng con bây giờ lại thành là thích hơn con. Thỉnh thoảng là hỏi là có quay gì không. Nhiều bạn trẻ cứ hỏi bảo là trông anh chị hạnh phúc thế rồi chia sẻ bí kíp đi, quyết đi. Nhưng mà thực sự là nó rất là một cái đấy. Không phải là có một công thức chung cho mọi người hạnh phúc. Nhưng mà mọi người cũng thấy là để mà có những cái giai đoạn, đối với con thì là chỉ có những cái giai đoạn hạnh phúc. Còn để mà có những giai đoạn mà con được hòa hợp như ngày hôm nay thì bọn con cũng đã phải trải qua rất là nhiều cãi vã, rồi cũng đơn ly dị, rồi tác động vật lý, thực sự không thiếu một cái gì cả. Nhưng mà có một bài học mà con cũng ngộ ra trong cái giai đoạn mà bọn con yêu nhau, đó là ngày xưa thì con hay đối xử với vợ con theo cái cách mà con muốn. Còn bây giờ thì mình hiểu là cái đấy thì mình không thể làm được, mà mình phải đối xử với người kia theo cái cách mà họ muốn. Ví dụ như mình nói chuyện với người ta tiếng người Trung Quốc thì tôi nói tiếng Trung với bạn, thì người ta chúng ta sẽ mới hiểu được nhau, chứ để mà tìm ra cái ngôn ngữ chung thì nó không phải lúc nào cũng là hiệu quả. Thôi vậy là quá hay rồi. Thực ra mà nói á, khi mà con ngộ ra cái điều đó rồi á, thì chắc chắn là tụi con không bao giờ có cái chuyện mà ghi cái tờ giấy ly dị nữa. Nay là 14 năm rồi. Sẽ còn là bao nhiêu?
14. 54 năm nữa là bao nhiêu? 54 năm nữa là đám cưới vàng. Đúng không? Vâng. Năm đâu? Không cần, 50 năm thôi. 50 năm nữa là 36 năm nữa. 36 năm nữa là đám cưới vàng. Vâng. Ôi, chú hy vọng là các con là biết đâu chừng sẽ nắm tay nhau. Vâng. Đó, sẽ đến mà gặp anh Quyền Linh đến chương trình tình trăm năm đó. Không, cái chương trình của mình á cũng là đám cưới vàng là comeback lại được. Dạ, yeah, đúng rồi. Thôi bây giờ hôm nay trước khi tạm biệt đó, thì không biết rằng là con nó hạnh, không biết là con có cái điều gì để mà dành tặng cho vợ mình trong cái dịp gọi là đặc biệt. Vâng. Thực ra đây đúng là một dịp đặc biệt trong cuộc đời của con, vì đây lần đầu tiên con được lên TV. Con có một món quà tặng cho vợ con. Ôi rồi. Ngày hôm nay thì con bất ngờ quá. Em có thể mở luôn. Thế á? Ôi lúc nãy con thật sự nhá, đầu con cảm giác con phải đi làm thám tử ấy. Con thấy nói chuyện gì dấm dúi với chị biên tập, và con bảo là không sao đấy, có chuyện gì đấy. Thế con còn lúc chị họ phỏng vấn con bảo không hiểu hôm nay chồng em có cầu hôn em lại trước trên sân khấu không? Con còn nói thế. Có khi lại Rung kìa. Ôi không mở ra được anh. Ôi. Ôi, cái gì vậy? Lạnh. Đó không phải là một thứ gì to tát, nhưng thực sự đây là con tặng vợ con một thỏi son. Tại vì thực sự hôm nay nó là một ấn tượng đầu tiên là con được tham dự cái chương trình này, thì con muốn giải mã là bọn con là cặp vợ chồng, thì tặng vợ con một thỏi son để cho thành vợ chồng son. Đi thi vợ chồng son là cái lý do đầu tiên. Thứ hai thì son là bố con này là biểu tượng của phái đẹp. Đối với con thì con thấy là khi phụ nữ người ta tô son lên thì nó như là một samurai, người ta là kiếm vào là người ta sẽ đi ra đường, và đấy là cái cuộc sống là bắt đầu là sống với cái vẻ đẹp. Và thứ ba là nó còn có sự là ý nghĩa là sự may mắn. Thì con muốn chúc cho vợ con là có sự may mắn và luôn xinh đẹp với cái và hạnh phúc và thành công trong cái công việc mới của vợ con. Xin cảm ơn. Trời không chừng hồi cái bốc tâm chúng tưởng son nữa, năm hộp son nữa. Và cũng gửi thêm một ý nghĩa nữa là chúc cho hai đứa sẽ luôn hạnh phúc và luôn luôn yêu thương nhau và mãi mãi là sắc son với nhau. Cảm ơn ạ.